Vâng, trận chung kết đầu tiên thì đôi bạn ở trong siêu thứ ba. Vâng, quả 6 cây dành cho cậu Hưởng AC. Rồi, ok, nhét 4 dần luôn. Gấu. Ưng đấy. Vâng, bật máy của anh thủ chim sẻ IA. Vâng, chúng ta đang mong chờ cặp đôi Hưởng và Sẻ gỡ được một trận ở trong gỡ được một C ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Khi đối đầu với cặp đôi Hồng Anh và Tú Xuân. Hai nhà quả 7, Hưởng quả 6, Sẻ quả 7. Nhưng mà lý do đầu tiên dành cho anh thủ chim sẻ lao vào khu vực giữa hai nhà để tìm đồ ăn, để xem đây có quả phụ hay là có đôi voi gì không. Và chả có quả gì ở đây cả. Không. Không. BB Hồng Anh nó tát mày có trượt cái nào đâu. Và bầy bắt đầu 6 con đưa về dành cho game thủ chim sẻ nhắn. He thì đang gạ kèo bằng đi Hồng Anh đánh AC với sẻ he. Thôi xong rồi, nát rồi, toang rồi. Kèo đấy mà đánh thì chắc là tôi xin tôi không bình luận. Vâng, đưa Hiểu về thôi. Vẫn toàn hai bầy hiêu này sẽ khỏe. Và bài này của game thủ chim sẻ thì mới chỉ có hai bầy hiêu thôi, và hai bầy hiêu đều có vẻ khá là rách, chưa có voi hay quả phụ gì cả. Trận chung kết đầu tiên rồi bạn, chúng ta vươn lên dẫn trước 2-1. Ngày hôm nay đánh buổi sáng 3C thì 2C dẫn trước 2-1 rồi và chưa thắng được C nào. Như vậy là thêm đôi voi nữa, hai bầy hiêu và hai con voi trên đường câu voi về sẽ thấy bãi quả phụ. Mark Bình dâng lờ lên bồ tìm Hồng Anh và xem câu đôi voi về thôi. Rất xa. Vâng, loang hoàng. Câu đôi voi này không làm được việc gì khác nữa. Khổ lắm luôn rồi. Vâng, hai con voi đưa về. Rồi xong. Hai voi về nhà chính và ăn thêm bãi hiệu 4 con ở đây. Bài xấu hơn cả ma cấu. Kích đời 8-2x. Vâng, một máy của cái thủ cấu Hưởng. Đấu hơn được tí không? Và cũng thế. Trời ơi. Nhưng mà không ăn thua. Bài Hưởng như 4 voi nhưng mà đôi voi nó lại quay đầu mất 1. Quả phụ quả phèo đầy đủ. Dừng rú quanh nhà nhưng để khung bài này thì sẽ rất là bất lực. Con voi này bình thường câu hai con mới được chứ. Câu một con ông chả làm gì, ông chỉ ăn với đứng ép, với cả câu voi thì tôi câu được. Và thêm một voi nữa đưa về. Lên đời xong đóng A dưới dốc, BABM thiết kế. Bảo vệ được cái thủ của anh lên sớm.
Còn Triệu Tử Long lại lên đời muộn nhất bản đồ. Game thủ Tú Xuất. Sao lại tên Tú Xuất nhỉ? Xuất cái gì? Và cái đời 10 năm mix với bài 27 dân cộng 1 của AC. Sẽ có Mia cộng giáp và ăn thêm bãi quả. Và đây nhà 1-1 của cái thủ Tú Xuất. Ôi giời ơi. Thôi đi rồi. Đừng ăn bãi quả này nữa được không? Và làm tạm 4 dân ăn hoàng của game thủ Tú Xuân luôn. Dành cho thủ chim chảy nắng khi giò đã công giáp đầy đủ. Cảm ơn đi tìm thêm đồ ăn nữa. Ôi ơi ơi, Hồng Anh cũng định bổ bãi quả này. Thôi bỏ thôi. Và một lờ bánh xe té. Và tìm dân Tú Xuân để chơi. Biết đâu con giò này sẽ cơ cấu để kiếm được thêm bãi quả ở đâu nữa. 23, 28 trên 36 thì nó sẽ. Ồ. Oh. Và đây là bãi vàng của Hồng Anh. Vâng, khả năng mất giò là có. Rồi xong Hồng Anh đi rồi đấy. Đây rồi. Và dường như một đi dân A thì phải. Đã đi ăn hoàng và đập nhau với chơi nông dân của chủ chim sẻ. 82-26 trên 36. Tách vào bãi gỗ của thủ Hồng Anh. Ở nhà nó bị đi vào bãi vàng nhưng đang chém vào bãi gỗ của Hồng Anh một cách khá là ok. Và vẩy E game thủ chim sẻ. Rất tốt. Tiếp tục vẩy E. Đứng nhà thôi. Không kịp vẩy đứa sẻ. Đen cả bếp để chạy dần rồi. Hồng Anh vẩy E cũng rất rát. Tham lai đầu số là 23 22. Và Hưởng tham lai là 42 trên 56. Cậu bài đánh chắc nhà đi cậu Hưởng. Khung nhà rồi, 4BA. Đứng hết quần là chuyển dốc. Và dâng à và không thấy đối bạn ra dân. Hưởng đã to nhất bản đồ rồi. Nằm 1 trên 68 dành cho cậu Hưởng. Chỉ đứng ở nhà thôi đội bạn dâng. Có đeo mấy cầu thủ chim sẻ. 82-23 trên 32. Đội bạn bắt đầu đè lại một tí rồi đấy. Vào đây của T của Hưởng. T đi ra chỗ khác để đóng ruộng cái. Và lao vào nhà Tú Xuân không thành công. Ui giời ơi. Và định vẽ ruộng đây nhưng mà thấy ông anh đến Hưởng. Ô phải chạy 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 anh ơi. Và té ngay. Màu một đã có đông cung ở đây rồi. Tham lai của cái thủ chim sẻ là 22 thôi. Và ông vẩy e bắt cung ở đối phương. Vậy chém chạy của chúng tôi rồi. Vâng, nghĩ em là giáp phết nhờ. Ôi em ơi, bé đi rồi, anh có giáp rồi. Trốn, 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 trốn. Vâng, mà lấy ôi chủ cậu Hưởng. Tham lai được số là 60. Chậm thế. Cho cái quân đứng lên trên đỡ khỏe nào. Vâng, phút 20 tham 60 là yếu lắm đấy. Và thằng này là 68 rồi. Bung thêm ra để có thể khai thác. Đứng thủ.
ra phải xem xẻ đi chém. Đây rồi, Hồng Anh cũng đi rồi. Vâng, xe vừa đối phương tóm một tên ngựa chém, cố gắng quản lại Hồng Anh, còn hưởng ngôi nhà sốc ra sốc quân từ đứng thủ to ra thôi. Thêm hai chiếc nhà BL mới của Điền Hoàng. Yamato có đem lấy của cầu thủ cầu hưởng. Vâng, đen cả BM và cứu nhà. Vâng, nãy giờ Loan bị Hồng Anh chém về trong rồi. Vào này. Đây là dân hồi Hồng Anh này, ui dồi trẻ ơi. Hồi 8 giờ nhiều lắm. Hồng Anh hồi 8 giờ to tướng à. Tham lai là 80 rồi cậu hưởng. Một tham lai tôi đánh giá là bé. Ok à. Và bơm đồ cho sẻ khỏe lại. Cung vở đây là có rất đông. Và sẻ tham lại 32 thôi đi đi. Và nó công khả thật. Nó ở đâu đây anh? Và hưởng đi quân rồi. Đấy cũng xem tương quân này sẽ như thế nào đây. Trận đấu chung kết đầu tiên rồi bạn. Và hy vọng ta sẽ cùng luôn cặp đôi Hồng Anh và Tú Xuân. Và tham lai là 95 giờ hưởng. Lôi 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 không bị vẻ đâu. Và boom nhà chính ra là vàng luôn. Tự cơ cấu rồi. Nó sẽ ra người gây áp lực vào nhà đối bạn. Hôm nay sẽ là số là 37 rồi. Đục vào nhà Tú Xuân này. Đây là E của đối phương. Vậy em kinh nhỉ. Ra đấy. Sẻ thì vẫn chưa vào được nhà của game thủ Tú Xuất. Ô thưa hảo rồi. Trốn đi em ơi. Vâng, hưởng tham lai 93. Bắt tơn chém này của ông anh. Và tham lai một lít này cầu thủ cầu hưởng rồi. Đứng quân tụ nhà. Đóng dần BK đi, vẫn chưa đủ gỗ. Ăn nhiều lên. Và sẻ tham bao nhiêu? Sẻ tham lai là 41. To thế. Và tham lai 5 xịt cho xe. Bảo vệ đoạn ôm nhà của thủ cầu hưởng. Và tham lai là 102 cho hưởng thôi. Xe tham lai 5 xịt rồi. Kích 4. Rồi phút thứ 31 và đã kích 4.
MU bắt đầu ôm nhà sở hữu cầu thủ chỉ là chỗ nhà của cầu thủ cấu hưởng. Phải về cứu đấy. Rất đông quần đối phương nào và nhà bè đối thủ cầu hưởng. Tham lại là 93 đối hưởng rồi, trẻ về ông ơi. Và đây thủ chim trẻ đang về ở phía sau ấy, lao vào bổ luôn em ơi. Bổ. Rồi lao vào múc luôn em ơi. Chém 4 rồi. Và tham lại trẻ vẫn đang ở số là 5x3L, chém 4 và BL thứ 4 cũng đã có luôn. Chúng ta sẽ có một xe đút túi trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ít ra cũng có xe danh dự chứ. Dạo này hơi kê. Và chúng ta lại bị Hồng Anh đục vào trong nhà. Bụng nhà chính là thể đào vàng. Và bắt trên lớn chém Hồng Anh đi. Lên 4 xong, sắp tân hot, nâng bắn chặn. Tham lai là 1 lít rồi. Thời điểm này thì ở trên ngôi nhà phát triển sau hoa ra. Còn trẻ cho người đi móc máy. Và quả lại nhà của đối thủ Hồng Anh. Móc vào nhà của đối thủ Tú Xuân. Và ta giành chiến thắng ở chiều thứ 3. 3-1 trong chiều 3. Một C dành cho cặp đôi của chim trẻ và cậu hưởng trong buổi sáng ngày hôm nay. Chắc là kèo đấu ta sẽ dừng lại tại đây thôi. Vì bây giờ thì sắp tới là đến kèo chim 8 solo với tiểu tiểu hiệp.